Thanh Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thích ăn món kim chi không? Riêng Thanh Mai thì Thanh Mai cũng rất là thích ăn món kim chi, đặc biệt là lúc mà Thanh Mai ăn thịt nướng hoặc là Thanh Mai nấu mì Hàn Quốc, đặc biệt là lẩu kim chi, thì đó là một trong những cái món mà Thanh Mai vô cùng yêu thích. Để mà đúc kết được một cái kinh nghiệm làm kim chi thực sự thơm ngon và hiệu quả, mà thực sự Thanh Mai nghĩ rằng không phải là ai cũng biết cách làm kim chi này đâu. Đó các bạn, có rất là nhiều phương pháp để làm kim chi, và tuy nhiên là sau rất là nhiều lần thất bại thì cuối cùng Thanh Mai cũng đã khám phá cho mình một cái phương pháp làm kim chi thật là hiệu quả. Các bạn có thể làm món kim chi mà nó vừa giòn vừa ngon, đặc biệt là các bạn sẽ không gặp vấn đề về chẳng hạn như là bị nhờn, hoặc là vấn đề là cái mùi vị nó không được thơm ha. Đó, bây giờ các bạn mà muốn biết là Thanh Mai đã làm kim chi như thế nào thì các bạn nhớ xem hết video clip này và cùng Thanh Mai chúng ta làm một món kim chi thật là ngon nha các bạn. Cải thảo là một loại rau cải rất là phổ biến. Các bạn có thể mua ở chợ hoặc là các bạn có thể mua ở siêu thị. Đó, thì ở đâu các bạn cũng có mua được. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn có thể lựa chọn được cái cải thảo mà là cải sạch thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta. Các bạn muốn mà khi mà chúng ta làm kim chi mà kim chi nó có độ giòn và độ dai đó, thì các bạn nên phơi cái cải thảo này ở dưới trời nắng một ngày ha. Hoặc là nếu không thì các bạn cũng có thể phơi trong nhà cũng được. Đó, miễn là cải thảo nó trở nên rất là héo. Khi mà cải thảo héo rồi đó thì các bạn sẽ rửa thật là sạch. Đó, các bạn sẽ rửa từng cái lá như này, mà các bạn từng cái bẹ một ha, tại vì thực sự là cải thảo thì nhìn nó rất là sạch đó. Tuy nhiên là như là cái tính cách của Thanh Mai đó, là Thanh Mai là một người mà lúc nào cũng rửa rau rất là sạch, chính vì vậy mà Thanh Mai rất là kỹ ha. Và sau khi rửa sạch xong thì Thanh Mai sẽ bỏ vô một cái hũ muối như vậy đó. Các bạn sẽ đun nước sôi lên, các bạn bỏ một ít muối, các bạn bỏ ít đường lên, xong rồi các bạn đợi nó khoảng ấm ấm đó các bạn, nó giảm nóng đi khoảng tầm 50 độ thì các bạn bắt đầu cho cải vào. Khi mà các bạn cho cải vào thì các bạn đổ nước ngập cái cải, và các bạn đừng có quên bỏ thêm một cái chén hoặc là bỏ thêm một cái dĩa để cho nó có cái sức nặng và nó ép cái cải xuống ha, ngập trong nước thì cải nó sẽ được muối lên men rất là đều đó. Khi mà các bạn muối như vậy, các bạn muối khoảng 3 ngày thì bắt đầu cái cải thảo này nó sẽ trở nên chua đó các bạn ha, tùy các bạn ha. Nếu mà các bạn mà muốn ăn chua hơn thì các bạn để lâu hơn đó. Nhưng mà khi mà làm cải thảo mà muối kim chi đó các bạn, thì gừng nó rất là quan trọng nha các bạn. Đó, Thanh Mai đi mua gừng này các bạn. Và đặc biệt là các bạn biết cái gì không? Bột ớt kim chi nha. Cái bột ớt này đó là các bạn có thể mua ở những cái cửa hàng siêu thị của người Hàn Quốc. Đó, ví dụ như là các bạn, Thanh Mai thấy một số bạn làm kim chi đó, mà các bạn lấy cái loại ớt thường các bạn làm, thực ra nó không có ngon và nó không có được một cái màu rất là đẹp luôn các bạn. Đó, thì Thanh Mai mua cái bịch ớt này nè, nó tầm khoảng là 150.000 đó các bạn. Các bạn có thể vào trong những cái cửa hàng, ở trong cái cửa hàng tiện lợi của siêu thị của người Hàn Quốc á, các bạn mua trong đó nó bán rất là nhiều ha. Đó, thì các bạn gừng thì các bạn sẽ cắt vỏ đi, và sau đó thì các bạn cũng rửa ít hành nè ha, các bạn để hành như vậy. Đó, các bạn dùng là bột nêm, hoặc là các bạn có thể sử dụng là bột ngọt, nước mắm. Đó, thành phần gia vị ha, là đặc biệt là có đường này nha các bạn. Đó là chúng ta chuẩn bị rất là đầy đủ, sẵn sàng nè. Bây giờ là thời gian đó Thanh Mai sẽ cắt gừng. Khi mà các bạn mua gừng đó thì các bạn mua gừng tươi nha các bạn. Các bạn rửa sạch, sau đó là các bạn sẽ cắt hết cái lớp vỏ bên ngoài, các bạn bỏ đi, và các bạn sẽ bắt đầu cắt gừng ra rất là nhiều những cái lát mỏng, và các bạn sẽ cắt theo cái dạng là cắt sợi nha các bạn. Đó, khi mà các bạn cắt mỏng rồi thì bây giờ đến lượt các bạn sẽ cắt thành sợi này các bạn ha. Đó, khi mà các bạn cắt sợi về này các bạn bỏ vào trong cái kim chi đó, thì cái kim chi nó rất là thơm, mà đặc biệt là khi mà chúng ta ăn kim chi thì chúng ta có thể gấp được luôn cái gừng này ha.
Đó, thực ra đó thì tùy sở thích của từng người. Như Thanh Mai á, thì Thanh Mai cắt sợi như vậy, nhưng mà trường hợp những cái bạn nào mà thích ăn nhuyễn thì các bạn không sao, các bạn cũng có thể đập dập ra thật là nhỏ và các bạn cắt nhuyễn ra cũng được. Nhưng mà thực sự đó, khi mà các bạn cắt lát như vậy này các bạn, thì kim chi nó sẽ nhìn đẹp hơn đó, các bạn thấy không, nó sẽ vẫn rất là ngon, mà đặc biệt đó là nó làm cho cái kim chi của mình nó rất là đẹp ha. Đó, cắt xong thì chúng ta bỏ vô một cái chén nhỏ. Và cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt hành. Các bạn mua hành tươi, hành lá đó các bạn rửa thật là sạch. Đó, xong rồi sau đó các bạn bắt đầu cắt. Đó, cái củ thì các bạn để riêng ra chút xíu nữa, các bạn cắt nhỏ theo cái kiểu bổ dọc ha. Còn cái lá của cái hành đó thì các bạn sẽ cắt khúc, và cái độ dài của nó là tầm khoảng 2 cm là được ha. Các bạn đừng có cắt ngắn quá, bởi vì chúng ta muối dưa đó, chúng ta làm kim chi á, chứ chúng ta không phải là để mà nêm vô canh súp ha. Thế nên là chúng ta cắt đó, các bạn coi Thanh Mai cắt ha, đó nó là nó không phải là quá dài nhưng nó không có quá ngắn đó, thì nó sẽ làm cho cái kim chi có một cái vị đẹp, rất là đẹp. Nếu mà các bạn tỉ mỉ hơn thì các bạn cũng có thể dùng cái hành này nè các bạn, xong rồi các bạn cuốn vô cái bẹ của kim chi á, nó làm giống như hoa vậy đó các bạn. Cái đó thì nó hơi cầu kỳ, ví dụ như là các bạn làm cho các nhà hàng tiệc á ha, thì các bạn làm như vậy thì được đó. Các bạn coi cái củ đó Thanh Mai sẽ cắt dọc ra vậy nè các bạn, nó rất là đẹp ha, nó có màu trắng này, có màu xanh đó. Thì Thanh Mai đã chuẩn bị sẵn một số những cái gia vị để nêm vô rồi. Bây giờ cái bước tiếp theo đó chính là Thanh Mai sẽ vớt hết tất cả những cái cải thảo mà Thanh Mai đã muối ở trong cái hũ này rồi các bạn. Thanh Mai làm nhiều, Thanh Mai có kinh nghiệm đó các bạn. Chứ thật ra ngày xưa khi Thanh Mai mới làm kim chi, Thanh Mai cũng không có kinh nghiệm đâu. Thanh Mai để tất cả mọi thứ Thanh Mai trộn vô, Thanh Mai muối luôn. Trời ơi, các bạn biết sao, nó sẽ bị nhợt á, và nó cảm giác như cái mùi nó không được ngon và không được thơm. Và sau đó thì Thanh Mai rút kinh nghiệm, đó là Thanh Mai sẽ muối riêng dưa cải ra trước. Đây này các bạn coi, khi mà Thanh Mai muối như vậy này các bạn, thì rau cải á, nó rất là ngon, nó không hề bị nhợt đâu các bạn ha. Trường hợp bạn nào mà không có kinh nghiệm á, mà các bạn muối dưa cải mà nó bị nhớt đúng không, các bạn có thể dùng nước các bạn rửa thì nó vẫn rất là ngon, không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay Thanh Mai muối á, là nó rất là hoàn hảo luôn, nó không bị nhợt, nó không có một cái bị sao cả. Và chính vì vậy mà Thanh Mai chỉ cần vớt ra và Thanh Mai sẽ cắt nó thôi, chứ Thanh Mai không có cần phải rửa nữa đó. Thế nên là khi mà các bạn làm kim chi á, thì khi mà các bạn vớt rau cải ra thì các bạn sẽ kiểm tra nha. Nếu mà các bạn thấy có nhợt á, thì các bạn phải đem rửa nó đi. Đó thì nó khi mà các bạn trộn kim chi và các bạn ủ thì nó mới ngon. Đó, thực ra cái cải này nè các bạn, nó đã có vị chua rồi đó các bạn. Thì Thanh Mai là người mà không thích ăn quá chua, thế nên là Thanh Mai kiểm soát cái độ chua của cái rau cải này, thì Thanh Mai chỉ muối khoảng 3 ngày thôi. Đó các bạn coi nè, rất là ngon, rất là hấp dẫn ha. Mặc dù Thanh Mai đã phơi rồi, nó héo rồi đó, nhưng mà khi mà các bạn muối lên thì nó vẫn tươi trở lại. Nhưng mà khi mà các bạn ăn thì nó vẫn có một cái vị rất là giòn và rất là dai. Đó, các bạn coi đây. Đó, Thanh Mai đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì Thanh Mai sẽ sử dụng một cái kéo và cắt nó. Đó, các bạn thấy không? Nè, đây, Thanh Mai sử dụng cái kéo này ha. Đó, chúng ta sẽ cắt nó ra nhỏ. Bây giờ thì Thanh Mai sẽ bắt đầu là dùng kéo để mà cắt cái cải thảo này nè các bạn. Thì khi mà các bạn cắt cái cải thảo này nè, thì tùy các bạn nha. Các bạn có thể cắt cái độ dài của nó là như Thanh Mai cắt, hoặc là các bạn cũng có thể cắt ngắn hơn một chút, là tùy các bạn ha. Đó, Thanh Mai đã rửa tay rất là sạch rồi đó các bạn. Tay của Thanh Mai là sạch lắm luôn á. Tại vì Thanh Mai thực sự là móng tay thì không bao giờ để móng tay dài này. Thanh Mai rất là kỹ tính trong cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đó. Sáng nay Thanh Mai đã đi ra ngoài chợ đó, Thanh Mai mua cái bao tay á, cái tại vì bây giờ đang dịch bệnh rất là dữ dội, cái Thanh Mai muốn mua bao tay, nhưng mà cái cửa hàng bán bao tay nói là bây giờ người ta bán là một lô luôn, có cả ngàn cái luôn, chứ còn bán vài trăm cái người ta không có bán. Chính vì vậy là Thanh Mai thật sự là không có cái giải pháp nào hết, là Thanh Mai phải dùng tay để làm đó. Chứ thật ra tay tay Thanh Mai là rửa rất là sạch rồi. Các bạn có thể cắt cải thảo ngắn hơn cũng được nha các bạn, tùy các bạn ha. Đó, các bạn biết sao không, cái dưa cải thảo này nè Thanh Mai đã muối rồi đó, bây giờ thật sự là các bạn cũng có thể ăn được rồi, nó đã có vị chua rồi.
Nhưng mà chút xíu nữa thì Thanh Mai sẽ trộn tất cả các gia vị và đặc biệt là bột ớt Hàn Quốc vô, thì nó sẽ tạo ra được kim chi và nó có một cái mùi vị là tuyệt vời luôn. Thì Thanh Mai á, là không có ăn được ớt quá nhiều và không ăn được quá cay. Chính vì vậy nên là Thanh Mai cũng kiểm soát cái độ chua cũng như là độ cay của cái kim chi này nè các bạn. Ở Việt Nam mình thì không phải là ai cũng thích ăn kim chi, nhưng mà khi mà các bạn đến với xứ sở của đất nước Hàn Quốc á, hoặc là các bạn xem những cái bộ phim Hàn Quốc đúng không, thì các bạn sẽ thấy rằng là kim chi đây là một món ăn mà nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Người ta còn gọi là xứ sở kim chi hoặc là đất nước kim chi đó các bạn. Bởi vì là đất nước Hàn Quốc là trời rất là lạnh, chính vì vậy mà người dân Hàn Quốc người ta rất là thích ăn đồ cay đó. Và kim chi thì người ta muối đủ loại, là kim chi cải thảo nè, tất cả các loại cải này, đặc biệt là người ta cũng muối kim chi dưa leo nữa nè, và họ cho rất là nhiều bột ớt đó các bạn. Thì nó rất là cay, và khi mà họ cay, họ cảm thấy cay như vậy thì người ta sẽ cảm thấy rằng là bớt lạnh đó các bạn đó. Nhưng mà thật sự là một người mà có cái dạ dày yếu như Thanh Mai đó thì ăn cay hoặc là ăn chua quá thì sẽ không tốt. Thì các bạn coi, bây giờ Thanh Mai sẽ bắt đầu bỏ gừng vô ha. Sau khi bỏ gừng vào rồi thì tiếp theo là các bạn có thể là bỏ hành vào ha. Hành lá này thì hồi nãy Thanh Mai đã cắt rồi. Các bạn bỏ hết luôn ha. Đó thì Thanh Mai đang làm khoảng 1,5 kg cải thảo. Thì Thanh Mai sẽ bỏ một ít gừng, bỏ hành lá, và sau đó thì chúng ta sẽ nêm nếm tất cả những cái gia vị vào bên trong. Đó, bây giờ theo khẩu vị của các bạn ha. Đó, các bạn muốn ăn mặn hoặc là không mặn thì tùy các bạn đó. Bây giờ Thanh Mai sẽ nêm một ít là bột nêm Knorr nè ha. Đó, Thanh Mai nêm khoảng tầm là 2-3 muỗng gì đó, tùy sở thích của các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn vừa hoặc là ăn nhạt thì tùy các bạn. Thanh Mai thì thông thường Thanh Mai sẽ ưa chuộng là ăn vừa, có nghĩa là ăn nhạt nhạt thôi, chứ Thanh Mai không có ăn là quá mặn nha các bạn. Đó, bây giờ Thanh Mai có thể bỏ đường vào. Khi mà các bạn bỏ đường vào trong cái nước muối dưa ban đầu á thì đường nó giúp lên men nha các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn trộn kim chi á, mà khi mà các bạn đã muối rồi mà các bạn trộn vậy nè, thì cái đường nó sẽ không làm lên men nữa đâu các bạn, nó sẽ tạo ra vị ngọt đó các bạn. Nè, các bạn có thể bỏ ít bột ngọt vô nữa ha. Đó, tùy các bạn, nếu mà bạn nào thích thì các bạn cũng có thể bỏ tiêu hoặc là bỏ thêm tỏi. Các bạn có thể bỏ nước mắm nè. Nhưng mà trong cái video clip này thì Thanh Mai không có bỏ tiêu và Thanh Mai cũng không có bỏ tỏi. Nhưng mà các bạn có thể bỏ tiêu hoặc là bỏ tỏi tùy vào sở thích của các bạn. Thì cái mùi vị nó rất là ngon. Thì các bạn coi nè, giờ đây là một cái khâu quan trọng nhất nha. Đó chính là bột ớt Hàn Quốc. Nè các bạn coi. Thanh Mai thì không có thích ăn cay lắm đâu các bạn, thế nên là Thanh Mai chỉ bỏ vừa bột ớt thôi, tức là bỏ vừa để có cảm giác là đẹp thôi các bạn, chứ Thanh Mai không có bỏ mà nó nhìn nó đỏ lè đâu các bạn. Còn trường hợp nào bạn nào đó mà có khả năng ăn cay lắm luôn đó thì các bạn có thể bỏ khoảng 5-6 muỗng ớt gì đó thì nó sẽ tạo ra một cái độ đỏ hơn, đẹp hơn. Cái bột ớt này là của Hàn Quốc nha các bạn, ở Việt Nam mình không có phải nha, bột ớt Việt Nam không có đúng nha. Bây giờ là đến cái bước chúng ta bắt đầu trộn này các bạn. Nếu như mà các bạn có bao tay cao su đó các bạn, hoặc là các bạn có bao tay bao bóng đó, thì các bạn đeo vô các bạn sẽ trộn rất là nhanh, và các bạn cũng có thể trộn rất là đều ha. Nhưng mà tại vì Thanh Mai không có bao tay, thế nên là Thanh Mai dùng muỗng và Thanh Mai dùng đũa để Thanh Mai trộn ha. Tại vì các bạn biết sao không, gừng nó cay nè, ớt nó cay nè ha. Nếu mà chúng ta mà dùng tay không mà chúng ta trộn đó thì tay của chúng ta sẽ bị dạng như là có thể sẽ bị cay đó các bạn. Thế nên là Thanh Mai sẽ trộn bằng đũa thì nó hơi mất thời gian một chút để mà các bạn có thể trộn đều hết tất cả mọi gia vị ha vào cho cái kim chi này đó. Thanh Mai thì không thích ăn cay lắm, thế nên là Thanh Mai không bỏ quá nhiều ớt nha các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta ủ thêm 2 ngày nữa thì cái bột ớt này nó sẽ tan ra luôn, và các bạn sẽ thấy được màu rất là đẹp ha. Đó, trộn đều các bạn coi. Rất là đơn giản ha. Đó, các bạn cứ nêm nếm cho nó vừa ăn thôi. Các bạn nhắm là coi các bạn sẽ ăn khẩu vị như thế nào. Các bạn bỏ đầy đủ tất cả các gia vị. Đó, thì các bạn bỏ mắm muối, rồi bột ngọt, ha, hành, tiêu, tỏi hoặc là đường tùy các bạn ha. Mỗi một gia đình khác nhau sẽ có một khẩu vị khác nhau.
Đó, các bạn coi, Thanh Mai sẽ sử dụng một cái hộp rất là lớn. Bởi vì khi mà các bạn bỏ kim chi vào trong tủ lạnh á, thì cái mùi của kim chi nó rất là thơm. Và khi mà các bạn mà không có đậy lại cho nó kỹ thì nhiều khi cái tủ lạnh của các bạn sẽ bị mùi đó. Và chính vì vậy mà Thanh Mai sẽ bỏ hết 1,5 kg kim chi này vào trong một cái hũ lớn luôn. Và cái hũ lớn này nó có cái nắp đậy rất là tốt. Các bạn có thể mua những cái hộp này ở trong siêu thị. Nó có tên là lốc lốc đó các bạn ha. Đó, một trong những cái dạng hộp như vậy đó. Khi mà các bạn bỏ hết kim chi vào trong cái hộp này nè các bạn, thì các bạn biết làm sao không? Tại vì cái kim chi này nó mới trộn ớt và trộn gia vị, nó vẫn chưa có thấm. Đó, các bạn có thể bỏ vào trong tủ lạnh 2 ngày sau. Khi mà tất cả các gia vị nó đã thấm rồi, thì lúc đó các bạn có thể mang ra, các bạn có thể ăn bình thường với cơm, hoặc là các bạn cũng có thể dùng để nấu mì tôm, hoặc là nấu đồ, những cái đồ ăn khác nha các bạn. Đó, thì lúc đó thì cái kim chi này nó đã thấm rồi và rất là ngon. Và Thanh Mai đã chỉ cho các bạn cái cách làm kim chi này nè các bạn. Đây là một trong những cái bí quyết mà Thanh Mai tự rút ra khi mà Thanh Mai làm kim chi rất là nhiều lần thất bại đó các bạn. Các bạn có thể làm muối trực tiếp luôn, nhưng mà chắc chắn Thanh Mai đảm bảo với các bạn luôn là cái hương vị cũng như là cái độ ngon của kim chi nó sẽ không giống như Thanh Mai làm đâu các bạn. Này các bạn coi. Đó, thì các bạn coi, khi mà mình muối sẵn cái cải trước nha, thì khi đó cái cải này á, là bắt đầu nó sẽ không còn cái mùi chua giống như là cái mùi mà chúng ta muối nó đâu. Đó, mà khi mà chúng ta trộn như vậy nè các bạn, thì nó sẽ tạo ra một cái mùi kim chi rất là thơm. Nó giữ được toàn bộ những cái gia vị, cái gia vị gì mà chúng ta bỏ vào trong thì nó sẽ giữ được toàn vẹn cái gia vị luôn đó các bạn. Đó, các bạn coi hấp dẫn không nè. Cái hộp lớn này á, thì Thanh Mai sẽ làm để biếu cho người ta, nhưng mà Thanh Mai sẽ làm thêm một vài hộp nữa cho Thanh Mai. Thanh Mai sẽ bỏ vào tủ lạnh và ăn dần. Đó. Đó. Thanh Mai chắc chắn rằng là có rất là nhiều bạn cũng rất là thích làm kim chi, nhưng mà có lẽ là các bạn có lẽ là không biết cách làm giống như Thanh Mai làm đâu ha. Đó, thì Thanh Mai cũng hy vọng rằng là sau cái video clip của Thanh Mai, thì những bạn mà có nhu cầu làm kim chi á, mà muốn ngon nha các bạn, đó thì các bạn cũng biết được cái bí quyết mà Thanh Mai đã tự rút ra nha các bạn. Cái này là Thanh Mai tự rút ra thôi, không có học hỏi từ ai cả, mà cũng không có ai chỉ cho mình cả đâu các bạn ha. Đó, đây là một trong những cái cách mà làm kim chi rất là giòn, rất là ngon, mùi vị rất là thơm, và đặc biệt là các bạn sẽ không bị cái dạng như là bị nhầy nè, các bạn sẽ không bị mùi úng nè, và các bạn sẽ không đánh mất đi cái mùi vị của tất cả những cái gia vị khi mà ướp vào trong kim chi ha. Để các bạn coi cái hũ này á, là Thanh Mai sẽ làm cho mình để mà Thanh Mai ăn ha. Đó, thì Thanh Mai sẽ sử dụng cái kim chi này nè các bạn. Thanh Mai sẽ chiên cơm đó các bạn. Đó, thì khi mà thường chiên cơm đó, thì Thanh Mai cũng rất là thích chiên cơm với lại là dăm bông và bỏ thêm kim chi nữa. Tại vì Thanh Mai vẫn làm dăm bông gà đó các bạn, và Thanh Mai ăn mỗi ngày ha. Đó, tại vì đợt này dịch bệnh Covid á, Thanh Mai cũng có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường. Thế nên là ngoài thời gian mà Thanh Mai dạy ở trường đại học, Thanh Mai dạy ở tiếng Anh ở trung tâm, là thì Thanh Mai cũng có thời gian để mà Thanh Mai có thể tự làm những cái món ăn và nấu ăn cho bản thân mình. Thì các bạn coi, Thanh Mai đang làm cái món cơm gà chiên với kim chi nha các bạn. Đó, cái gà này là Thanh Mai làm cái dăm bông gà đó các bạn. Thì rất là ngon và rất là hấp dẫn. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất là nhiều đã yêu quý cũng như là bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Thanh Mai. Sự yêu thương và quan tâm của các bạn luôn là động lực để Thanh Mai tiếp tục quay những video clip khác và chia sẻ đến cho các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, và nếu như các bạn yêu thích làm kim chi thì cũng hy vọng rằng các bạn sẽ thành công nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.